Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Thẩm phán bác thỏa thuận nhận tội của con trai ông Biden. Thẩm phán liên bang không chấp nhận thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden, cho rằng động thái có thể ảnh hưởng các cuộc điều tra đang diễn ra. Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 6 tháng 7 trình diện tòa án liên bang ở Wilmington, bang Delaware. Hunter đã đạt thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ, với phán quyết dự kiến là 2 năm quản thúc. Thỏa thuận còn bao gồm chuyển hướng trước xét xử với cáo buộc Hunter sở hữu vũ khí trái phép. Thỏa thuận nhận tội cho phép tòa án có thể kết án mà không cần xét xử. Đổi lại, bị cáo sẽ nhận tội nhẹ hơn so với khung hình phạt bên công tố đưa ra. Thỏa thuận này phải được tòa chấp thuận. Chuyển hướng trước xét xử cho phép chuyển bị cáo với một số cáo buộc nhất định từ hệ thống tư pháp sang hệ thống giám sát và dịch vụ do cơ quan quản chế Mỹ quản lý. Khi thỏa mãn các điều kiện nhất định, cáo buộc tương ứng sẽ được xóa bỏ. Nếu không, trường hợp đó sẽ được chuyển về hệ thống tư pháp xử lý. Thẩm phán liên bang Marielle Norenka ngày 6 tháng 7 đặt câu hỏi liệu thỏa thuận nhận tội với đồng nghĩa Hunter được miễn trừ truy tố với các tội danh hình sự tiềm ẩn khác hay không và không hài lòng với những điều khoản. Sau khi phía công tố viên không đưa ra lý giải phù hợp, bà tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận. Tôi có quan ngại về thỏa thuận, bà Norenka nói, cho các bên thời hạn 30 ngày để phản hồi. Phiên xét xử sau đó bắt đầu. Do thỏa thuận nhận tội đã được thẩm phán bác bỏ, Hunter tuyên bố vô tội với hai cáo buộc trốn thuế. Trong khi đó, công tố viên bang Delaware David Quay xác nhận với tòa rằng ông vẫn đang điều tra các cáo buộc khác với Hunter, nhưng không nêu cụ thể. Một vấn đề được nhắc đến là Hunter có thể đã vi phạm đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài liên quan hoạt động làm ăn ở Trung Quốc, Ukraine đầu những năm 2010, khi ông Biden đang là phó tổng thống Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 26 tháng 7 nói Hunter là một công dân riêng lẻ và đây là vấn đề cá nhân. Vụ kiện được Bộ Tư pháp xử lý độc lập với sự dẫn dắt của một công tố viên do ông Donald Trump bổ nhiệm. Bà Jean-Pierre cho biết nhắc đến người tiền nhiệm của ông Biden. Hunter bị cáo buộc trốn thuế đối với hơn 1,5 triệu USD thu nhập trong năm 2017 và năm 2018. Các cáo buộc xuất hiện trong cuộc điều tra từ năm 2018 của Way về vấn đề thuế của Hunter. Bộ Tư pháp Mỹ cùng năm đưa ra cáo buộc Hunter sở hữu vũ khí trái phép khi đang sử dụng chất gây nghiện. Hunter, 53 tuổi, là con trai duy nhất của Tổng thống Biden sau khi con trai trả của ông là Bill Biden qua đời năm 2015 do ung thư não. Hunter từng thành lập các công ty tư vấn và đầu tư, làm việc trong lĩnh vực cổ phần tư nhân và giữ ghế trong hội đồng quản trị của nhiều tổ chức khác nhau, trong đó có một số công ty ở Trung Quốc và Ukraine. Đà phản công chậm của Ukraine tăng sức ép với ông Biden. Cuộc phản công không như kỳ vọng của Ukraine đã ảnh hưởng đến nhiều tính toán chính trị của Tổng thống Biden, đe dọa nỗ lực tiếp tục hỗ trợ Kiev. Tốc độ phản công chậm chạp của Ukraine đang làm lu mờ hy vọng rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh có thể diễn ra trong năm nay, trước khi Mỹ bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nguy cơ về một cuộc xung đột không hồi kết có thể thử thách chiến lược của Tổng thống Joe Biden khi rót hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Nó cũng thách thức khả năng tiếp tục cung cấp vũ khí của phương Tây cho Kiev, đồng thời là cái cớ để các đối thủ chính trị tăng cường công kích ông Biden. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, rõ ràng việc cung cấp vũ khí sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, người ủng hộ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev nói, nhưng chính quyền Biden thực tế không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục cung cấp vũ khí. Việc bỏ rơi Ukraine và cho phép Nga giành chiến thắng, dù chỉ một phần, sẽ là thất bại chính sách nghiêm trọng của Tổng thống Biden, ông nhận định. Tuy nhiên, giữ nguyên lộ trình hỗ trợ Ukraine lại càng tiềm ẩn một số rủi ro đối với ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Biden đã đặt nhiều kỳ vọng vào Ukraine thông qua các gói viện trợ an ninh trị giá hơn 43 tỷ USD cho Kiev, với niềm tin rằng Nga sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Nhưng nỗ lực của ông đang đối mặt thách thức tại Quốc hội từ một số đảng viên Cộng hòa. 13 thượng nghị sĩ Cộng hòa hôm 20 tháng 7 yêu cầu sửa đổi dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm, qua đó hạn chế khả năng tài trợ cho Ukraine.
Tuy nhiên, yêu cầu này không thành công và ủng hộ dành cho Urena vẫn mạnh mẽ trong các đảng viên Cộng hòa khác tại Quốc hội. Áp lực đối với Tổng thống Biden ngày càng tăng khi ông phải tiến tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm sau. Hai trong số những ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis đều đã ngụ ý rằng họ có thể giảm hỗ trợ quân sự cho Urena. Trong khi đó, Nga cho thấy họ không có dự định ngồi vào bàn đàm phán để sắp nhấn xung đột. Tôi nghĩ rằng họ thực sự quan tâm đến bất kỳ cuộc đàm phán nào về một giải pháp trong cuộc khủng hoảng Urena vào thời điểm này. Thomas Raham, chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, trụ sở tại New York, Mỹ nhận định. Kỳ vọng của tôi là các bạn sẽ thấy Urena đạt được tiến bộ đáng kể trong chiến dịch phản công, giúp họ có được một thỏa thuận thương lượng ở đâu đó dọc theo chiến tuyến. Tổng thống Biden nói trong chuyến thăm Helsinki, Phần Lan hồi đầu tháng. Nhưng cuộc phản công của Urena được phát động hồi tháng 6, đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào đủ sức nặng để buộc Nga phải thay đổi ý định. Phát biểu vào tuần trước tại diễn đàn an ninh APEC, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã công khai bày tỏ lo lắng về nguy cơ các đồng minh phương Tây từ bỏ nỗ lực hỗ trợ Urena khi họ cuộc chiến kéo dài, làm cạn kiệt nguồn lực của họ. Thực ra, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi về Urena lại nằm ở chính chúng tôi, bà nói. Tin tiếp theo, quan chức Mỹ nói Urena bắt đầu đợt phản công chính. Urena triển khai thêm hàng nghìn lính, hơn 100 thiết giáp phương Tây đi mở mũi tiến công lớn ở khu vực Đông Nam, theo các quan chức Mỹ. Hai quan chức cấp cao Mỹ giấu tên hôm 26 tháng 7 nói rằng Urena đang thực hiện đòn tiến công chính trong chiến dịch phản công kéo dài gần 2 tháng ở khu vực Đông Nam, trong đó huy động hàng nghìn binh sĩ dự bị được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Đây là phép thử lớn, Kiev nói rằng chiến dịch này có thể kéo dài từ 1 đến 3 tuần nếu thành công, một quan chức Mỹ nói. Các nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Urena đang tập trung vào hướng Zaporizhia sau khi nhận thấy có cơ hội giành lại nhiều lãnh thổ giữa lúc bộ máy lãnh đạo của lực lượng Nga tại đây bị rối loạn. Tướng Ivan Bobov, chỉ huy tập đoàn quân số 58 phụ trách phòng thủ tại Zaporizhia, đã bị cắt chức hồi giữa tháng. Lực lượng Nga đang bị kéo giãn và chịu nhiều áp lực. Họ vẫn gặp vấn đề với hậu cần, cung ứng, nhân lực và vũ khí, một quan chức Mỹ nói thêm. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng Urena đã mở mũi tiến công lớn ở phía nam thị trấn Orekhov do Kiev kiểm soát tại Zaporizhia, huy động khoảng 3 tiểu đoàn với xe tăng ở yểm trợ. Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia, nói rằng Urena triển khai khoảng 100 thiết giáp phương Tây, gồm xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Dudley. Các đơn vị thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 42 và 71 cùng Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810 đã đẩy lùi cuộc tấn công. Đối phương mất 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, 1 thiết giáp và chịu thương vong khoảng hơn 100 người, tướng Konashenkov cho hay. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia ngày 26 tháng 7 nói rằng quân đội đã có bước tiến về phía các thành phố Melitopol và Benian mà Nga kiểm soát ở Zaporizhia. Malia nói rằng lực lượng Urena đạt thành công ở phía đông nam, trong đó có làng Saboromansky ở vùng Donetsk. Kiev cũng đang tấn công vào sườn thành phố Bakhmut Nga đang kiểm soát. Phó Thủ tướng Urena Mikhailo Fedorov cho biết 1.700 máy bay không người lái đang trên đường đến tiền tuyến để hỗ trợ cuộc tấn công. Chúng đang ra mặt trận để bảo vệ tính mạng binh lính của chúng ta, để làm pháo binh của chúng ta chính xác hơn và tiêu diệt kẻ thù, Fedorov nói. Tổng thống Vladimir Putin hôm 21 tháng 7 nhận định phương Tây đã tỏ thái độ thất vọng rõ ràng về tốc độ chiến dịch phản công của Kiev, trong khi các cuộc tấn công liều chết khiến quân đội Urena chịu tổn thất to lớn lên đến hàng chục nghìn người. Bản tin thứ tư, dân số Nhật Bản lần đầu giảm trên toàn quốc. Dân số Nhật Bản sụt giảm trong năm thứ 14 liên tiếp với tốc độ nhanh nhất lịch sử và lần đầu tiên giảm trên toàn bộ 47 tỉnh. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 26 tháng 7 công bố dữ liệu đăng ký công dân tính đến ngày 1 tháng 1 cho thấy số người mang quốc tịch Nhật là 122,42 triệu, giảm 800.000 người so với năm ngoái. Đây là năm thứ 14 liên tiếp dân số Nhật Bản suy giảm, nhưng là lần đầu tiên giảm trên tất cả các tỉnh thành toàn quốc kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1968. Tỉnh Okinawa lần đầu bị sụt giảm dân số kể từ năm 1973.
Tổng dân số Nhật Bản, bao gồm người nước ngoài, cũng giảm 511.000 người xuống 125,4 triệu. Trong khi đó, lượng người nước ngoài sinh sống tại nước này đạt 2,99 triệu, tăng 289.000 người so với năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên người nước ngoài ở Nhật tăng sau 3 năm ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Theo Reuters, kết quả này cho thấy xã hội Nhật Bản đang già đi trên toàn quốc và nhóm công dân nước ngoài đang đóng vai trò lớn hơn bao giờ hết trong nỗ lực bù đắp những ảnh hưởng do dân số sụt giảm. Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Nhật Bản IBSS ước tính công dân nước ngoài sẽ chiếm 10% dân số nước này vào năm 2070. Kể từ khi đạt đỉnh năm 2008 với 128 triệu người, dân số Nhật Bản giảm dần theo từng năm, khi tỷ lệ sinh thấp tới mức kỷ lục vào năm ngoái. Tỷ lệ người 65 tuổi trở lên ở nước này tăng lên 29% trong năm 2022. Trong bài phát biểu về chính sách hồi tháng 1, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết tỷ lệ sinh thấp và dân số dài của Nhật Bản gây ra rủi ro cấp bách cho xã hội. Theo thượng nghị sĩ Masako Mori, cố vấn ông Kishida, Nhật Bản có nguy cơ biến mất nếu không hành động. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine thừa nhận đánh bom cầu Crimea. Cơ quan an ninh Ukraine thừa nhận đã thực hiện vụ nổ trên cầu Crimea tháng 10 năm 2022, làm sập hai nhịp cầu và khiến 5 người thiệt mạng. Các sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine SBU tiêu diệt đối phương ở những điểm nóng nhất và làm mọi cách để giành lại lãnh thổ càng sớm càng tốt. Việc phá hủy cầu Crimea là một trong những thành tựu của chúng tôi. Lãnh đạo SBU Vasil Maliyev tuyên bố ngày 26 tháng 7 nhân dịp phát hành một con tem kỷ niệm ngày thành lập lực lượng này. Ông Maliyev cho biết SBU đang triển khai nhiều hoạt động đặc biệt khác nhau nhưng sẽ không công bố chi tiết từng chiến dịch cho đến khi chúng tôi giành thắng lợi. Tuy nhiên, ông thừa nhận vai trò của SBU trong vụ tấn công cầu Crimea. Đồng nghiệp của tôi hôm nay mặc một chiếc áo phông có hình ảnh liên quan đến sự kiện. Đây là một trong những chiến dịch mà chúng tôi đã thực hiện, có tên là phá hủy cầu Crimea ngày 8 tháng 10 năm 2022, ông nói. Đây là lần đầu tiên SBU thừa nhận liên quan đến vụ nổ trên cầu Crimea năm ngoái, khiến hai nhịp cầu trên làn đường bộ bị sập và 5 người thiệt mạng. Vụ nổ được cho là do một quả bom gài trong thùng xe tải gây ra khi di chuyển trên cầu. Các quan chức Ukraine từng nhiều lần phủ nhận việc thực hiện vụ nổ cầu Crimea năm ngoái, thậm chí cho rằng Nga liên quan vụ nổ. Cơ quan an ninh Nga FSB thông báo bắt 8 người tham gia quá trình chuẩn bị vụ tấn công này. Cầu Crimea, còn gọi là cầu Prep, có chiều dài 19 km, bắc ngang qua biển Red và nối bán đảo Crimea với vùng Ranoda của Nga. Công trình được khởi công vào tháng 2 năm 2016, 2 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Gần cầu đường bộ khánh thành tháng 4 năm 2018 và cầu đường sắt hoạt động tháng 12 năm 2019. Vụ tấn công gần nhất nhằm vào cầu Crimea xảy ra ngày 17 tháng 7 khiến một nhịp trên làn đường bộ bị sập, 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Nga cáo buộc đây là hành vi khủng bố của Ukraine và cảnh cáo đáp trả thích đáng. Cùng ngày, quan chức Ukraine cho biết cầu Crimea bị tập kích bằng xuồng tự sát. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin tại SBU cho biết vụ tập kích là chiến dịch đặc biệt của cơ quan này và hải quân Ukraine. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình và video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng tròn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian sắp tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ quý vị và các bạn khán giả trên kênh luôn nhé. Và các bạn ơi, hãy cố gắng like cho kênh của mình để kênh của mình đạt cột mốc là 1.000 người đăng ký để kênh của mình có được những video hay hơn nữa cũng như mình thấy hơn được những cái động lực hơn để mình làm video hay hơn gửi tới cả nhà luôn nhé. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.